Chú, cái cảm giác mà mấy bạn biết không, nó trật kèo, nó banh xác hết, nó xe bờ rồi, mà giờ sáng phải làm clip nó mệt lắm, đâu muốn làm nhưng mà không làm cũng được. Giờ làm thì có các bạn coi chứ, ai thua gỡ mình ít mình vô bờ. Nói với các bạn anh em nào chơi vui thôi nha, đừng chơi quá nha. Thì sáng nay mình ngầu đâu các bạn cũng biết rồi, chắc cũng canh cũng quen, nhưng mà mình vô mình dám nhờ, tại vì phiền phức nó quá các bạn, nó gán lứa mình vô nhà hoài cũng được kỳ. Mà giờ chỉ có lên có ăn thủy thì nó tụi nó mới tin, chứ giờ gì mà nó tin. Thôi cứ vô vô liều mạng đi, chứ giờ nói nó giúp được giúp đi gì à, chứ đây cầm vô thôi chứ giờ sao. Thủy ơi, mình dám vô bạn, lúc nào mình đứng ngồi đây. Ý là giờ anh qua hơi muộn chút, nhưng mà anh định làm ẩm thực buổi trưa mời em ăn cơm luôn nè. Thì sợ gì thì bây giờ vậy, thì anh biết anh vô đây cũng ngại, anh đâu dám vô nhà đâu, nên thành ra là giờ em giúp anh làm clip. Ý là qua qua một cách gì qua. Thì ý là anh làm ẩm thực nè, anh đem đồ qua nè, thì giờ anh sẽ kêu gọi anh em nó mua, anh em mua tré, bây giờ em giúp anh làm clip. Anh làm clip được không? Có qua cá lại. Đợi em xíu nha. Thấy đồ dài dài vô ngắn ngắn mệt lắm. Vậy đồ gì mới nói cái đem ra liền bay. Trẻ nha mọi người. Mình đang đem Bình Định với cái đây là trẻ Bình Định này. Thì thiệt lên chút rồi sao té đâu, té này mất mẹ mất rồi. Trí chưa nhập gì à, nhưng mà Trí là cây rôm á mọi người. Mọi người cảm ơn ủng hộ Bé Thủy thì mọi người nhắn tin cho Bé Thủy link nha. Ok. Dạ thôi em. Xong rồi ạ. Xong chưa? Xong rồi ạ. Vậy là giờ là rồi, thôi giờ là phải giúp nha. Anh quảng cáo vậy thì đợi gì, anh sẽ gắn cái link Facebook em vô. Ai mua mua, còn ai không ai mua thì chuyện của ta. Em sẽ phối hợp ok đúng không? Rồi em cầm vô, em cầm vô bảo tủ lạnh đi, giờ đợi anh liên lạc với tụi nó hả? A few minutes later. Số hai anh em đợi từ nãy giờ mà chưa thấy thằng nào hết các bạn không? Nope. Chó giờ nó đói theo luôn rồi. Đâu dữ trời. Anh thấy mấy thằng đó làm việc cái kiểu gì mà anh nán luôn mà. Giờ anh điện lên mập trước chứ. Nó là bình thường là sốm nhất mà giờ cũng thấy mặt mũi nó đâu hết. Đây này mấy bạn. Đi làm ẩm thực mà giờ này 11 giờ mờ tao làm chừng nào ăn. Không mà cỡ giờ đã nó mới lên. Không mà cỡ giờ đã nó mới lên. Giờ tao hỏi mày chừng nào mày qua mày vừa phải thôi. Mẹ mày cũng phải, ai cứ làm xong rồi mày chờ qua mày ăn đâu mày. Chọn xíu đi, chọn xíu. Đang quê những vợ tao. Quê những vợ tao. Tao quê chứ không quê mày. Tao đang ở nhà con Thủy đây mà mày kêu nhà vợ nào mày. Ý nhà vợ tao quê chứ, nhưng mà đang mua nước mía, chờ chút. Chừng nào mấy phút? 5 phút nữa tao đang xây lỡ cỡ ly nước mía này. Mẹ. Mày uống nước mía không? Thôi thôi mày biến mẹ nó, mày quay nhanh giùm tao một cái. Còn không dẹp nghỉ mẹ nó. Tao hấu bẻ xây đến rồi đi. Ủa em đồng ý rồi sao mà giờ này nó kêu quen nhà vợ được quá mày. Thôi cỡ giờ em cũng vậy. Thì nhiều khi em rồi ai biểu em nó mới dám nói vậy, đúng không Bin? Đéo. Đây nè, Bin này. Bin con gái. Gái của ông thầy á. Gái của mẹ. Thôi giờ tao đỡ anh điện thêm trung bẻm rồi nữa đây muốn mệt chứ. Yeah, thiệt. Mệt. Mấy bạn làm ẩm thực mà coi như mà cứ chờ đợi vậy thôi thua, sao giờ tiếp tục, để mình điện cho anh trung bẻm với ông Hiến. Quá mệt mỏi. Ở chừng nào mày quay nhá. Mày cứ thở đây, mày cứ quay eo luôn. Quay đi mày. A few minutes later. Vừa phải thôi chứ, nếu như mà cảm thấy đéo làm thì nghỉ. Đừng có đỡ khác mấy bạn dòm nè, đó mình đâu bao giờ nói láo. 11 rưỡi. Bình thường gọi là 3 rưỡi chiều làm. Thôi thôi thôi. Giờ mày làm 11, 12 giờ mày. Ủa, thằng Rìu thì do có nó thì mình mới đợi chứ.
Còn tao nói mình sắp xếp mình làm còn công chuyện. Bây giờ mẹ tao biết đó, tụi tao tao xây tao biết đó, chưa kịp. Mày im mẹ đó, mày không mua mày nói mẹ đó. Bây giờ mày hỏi lạc là cái chị tao bỏ luôn, mày ôm hàng mày chứ gì mà mày chứ nhau hết. Không mình không nhận vợ mày, mày nói chuyện. Còn nếu như mà mấy bạn mà ví dụ luôn thắc mắc tại sao là ít làm thật đó, mấy bạn dòm nè, đâu nói láo, đó là lý do. Tao bay mày này, mày đáng dính đó, tóc tao bay mày đúng không, kêu nó mày vợ luôn. Vợ luôn, ấy là, ấy là bây giờ là ngầu nói chuyện phím được gì vậy, hay sao, hay có làm không? Đâu dơ đồ đâu. Thôi vui chưa? Đây. Nướng đồ không chứ làm gì đâu. Đây, dòm ấy. Còn mày nói mày cảm thấy mày bán dơ á, à? Mày bán xong rồi mày thấy cho tao thì mày đụ mày đéo bây giờ tao mua nữa, tao nói trước. Đâu mày ra lấy củi, lầu nhanh gọn. Nè. Bưng. Đi đưa ai? Dạ. Dạ. Sao bác sai tôi vậy? Thôi đừng đánh nảnh nữa. Dạ. Yeah. Ok mọi người nha, thì lâu rồi anh em mình không có làm ẩm thực, bây giờ anh em mình sẽ làm ẩm thực nha các bạn. Đấy. Dạ. Dạ. Tao biết Aten làm. Đó, dạ. Đúng rồi, dạ. Nhanh đến thầy. Mày chè đe cái vợ chồng tao cũng về mấy bữa giờ không thấy đâu, giờ cũng gần trọn cái rồi đâu đây. Vậy cứ ngồi thôi, chút xíu thôi chị đem. Mẹ bưng em coi nha. Chứ đồ đẹp vậy bưng vậy, còn da vị đồ đâu cũng cầm cầm vậy. Đây dao. Chè nó tiêu này. Trời ơi, đồ sống là nó như cục té à. Kiếm cái cục. Dạ, dạ, nói vậy. Dạ, anh Ren làm chút rồi, vợ đây anh nghe. Dạ, anh Ren làm chút rồi, vợ đây anh nghe. Ừ, rồi cái đường dữ vậy. Đường dữ nào. Đồ mày âm thật đứng cho anh Diều anh, giờ nó đeo đúng lúc mà. Nó đeo. Chụp. Nói rồi lên đây làm chờ cho anh thấy đồ ăn cho trưa đúng không mình á. Chụp, em lên đây làm tình cảm đấy mà. Dạ mày sao lên muộn dữ vậy, lên ăn chật đây. Cứ mời thứ mày lên ăn chật chứ. Mà tao đưa nay tôi không có nấu đâu. Cứ nói đụng tao cái chồng làm biến đồ cái gì là tao hết vậy mày. Ủa chứ mày làm biến đúng rồi, đúng mà. Không, cỡ đây. Nhưng mà hôm nay á là tao không có nấu, tao định đi về rồi. Mẹ anh Thuy nó kêu thâu. Tao lên tao nấu cho vợ tao anh. Nó kêu thè. Nó kêu là thầy không có mấy anh chứ còn không có em, chứ quên thầy không có em chứ có em để em nấu cho tụi anh ăn. Thủy ơi, ra nấu đi. Bỏ chứ da bị đồ đâu cầm nồng kìa, hiến đem xuống rồi kìa. Hướng xì dầu vậy, về cỡ thì ông hỏi chị miếng sao cái ăn là được rồi. Nắng thì đem dù ra, kêu con gái ra luôn. Gì vậy? Đồ quá, lầu nào nó lấy. Nope. Đồ quá, anh bắt nhà đứng đó nhằng. Nó lấy mày không? Sao ông nghĩ là tại sao ông nghĩ trong đầu ông là lũ lụt đi qua chỗ này? Chỗ này cái đầu ông, đồ mày lúc nào ông cũng nghĩ lấy hết vậy? Em ở đây, em có thấy mấy kẹp nó hú hí vô đây không? Nói chung là trời xanh, mây trắng nắng vàng. Ở đây, nó hay ra đây, nó làm vậy lắm đấy. Vậy là tập thở mẹ rồi. Trời, thở đâu. Cái này nó đỡ lại cái quần áo. Sao mẹ vậy? Ê lợi dụng tôi giật cái chó nha, vợ đâu thấy nó lên nhà mày tìm á. Thôi thử giờ trưa nay ăn món gì vậy em? Đi đánh chân. Dạ, biết lấy con gái không? Đi lấy cùi. Không. Trời ơi, mấy cái sai tôi vậy? Gì trò. Lớ quá. Ủa chứ rồi em nấu em cứ cầm cái dù đó rồi sao nấu? Ở tao nấu cho ai đâu? Mẹ. Trên đây mà lây trai gái thôi ai biết? Trên đây mà lây trai gái thôi ai biết? Thì con thì biết đó, con biết, nó không biết đâu. Lấy cái lùm mà mày quay cái lùm. Có chỗ đứng trong lùm đó, sao có chỗ đứng? Sâu quen, trên đó rồi nước không à? Chỗ này có chỗ khô này, chùi. Lấy con chảy thôi, y xì. Nhưng mà mới nhỏ giờ nó bảo nhỏ này rồi chắc cái mới nó cho nhìn cái đồ ấy, chắc nó mới có 15-16 tuổi à. Đồ áo im này, áo im này. Áo im. Ê, bây giờ là làm ẩm thực hay là đi phân tích trẻ hay lớn? Ẩm thực nó đâu phải công việc của tao đâu, tao là quay thôi mà, giờ mà dành quay tao. Mua than chưa? Gì? Than đâu? Củi mẹ. Củi đi, có gì làm đó tốc độ. Rồi giờ sao em làm ấy? Giờ 12 giờ rồi. Mà sao nó trao dễ đâu quần áo rồi nó mặc gì vậy? Được, mà sao cứ bàn cái chuyện đó luôn vậy bây? Mà sao trao thì nó xé vậy bây? Xé như bạn. Giờ ý là bây giờ là mấy ông hỏi tôi đâu ở đây đâu mà con thì nó biết, nó không biết thầu vậy sao tôi biết? Đó, cũng cái miệng đụng mày. À rồi. Gặp tao quá. Gặp tao, tao giọng vô trong cái mỏ nó. Sao bồi mày? Mấy thủy hồi xưa giờ tàu nào nó có cái nó ở không đây, mấy mớ nó ra đây nhà nó không ở, đi ra đây đóng em. Có đúng rồi,
quá tay nồi quá tự nhiên. Ủa chứ cái ông hay nói cái tâm ông an thì chỗ nào cũng an đúng không? Tâm an là tâm tao mà biết tâm là bất biến á. Em coi thử tim ba đập mạnh anh chậm thôi mình nhăn lưới lưới không phải đâu có cái bạc ông ngầu vô mở vô đâu để ngầu đây nè chơi rồi đưa vô anh cầm cho rồi giờ sao cua chỗ đây mẹ cua đây cua ướt không đúng không cũng quét cái lư này mày cái lư này là sao chỗ đây nó hao gờ em hầu giờ đây nghĩa trang mà nó phải tâm linh chứ nó phải có mấy đây chứ nghĩa trang mà lấy cuối này dạ giờ em nhăn lửa hả em nấu em nấu đi bây giờ nhen lên cho này anh cho nó đỡ ướt rồi chút mà xuống đây ngầu ăn cho gì vậy coi đổ mấy đe trơ nái rồi mà giờ này còn lên mày khùng sao mày đang làm loái tao tốn cái vụ gì á cái vụ gì em biết em thấy đỡ không là em thấy chứ có cái đâu đó là một lần rưỡi đồng chó mà vẫn giỡn hoài mày không biết mày ơi tại sao mày ngồi đây mày khó ăn mày đi về mẹ nó biết biết mày mẹ nó đây không làm rồi mà cứ này vô này thôi á đi đây làm mày đang bè lắm xuống cùng nhau xuống đâu rồi xong rồi mày ngồi đó thành khùng đúng mày còn bấm đầu đinh gì sẵn gì ôi chết sợ vậy đi thấy nhà em đi trước đi sao đâu thôi đợi em vô lấy gia vị mà anh đi xuống rồi em đi vô sau nha mặt của nó nhìn tới mê tới mít kìa em vô lấy đồ chứ nãy đâu có lấy gia vị đủ đâu em đi á mà em thấy mày móc mặt nó lên hử móc cái gì đụng mày thì mày xuống ơi mày tớ hiện tao coi thôi rồi lỡ dư con thủy rồi nó té ra rồi mày đem xuống này mày ban ngày mà làm đâu sợ mát trột nó thấy cái gì đâu mày gì đâu tôi thấy gì đâu thì ba cái chỗ này thì nó rác rớt người ta giục thôi chứ có mẹ gì đâu mày không sợ vậy tình nghĩa anh em còn chắc bền lâu coi trời qua mấy ông chứ ban ngày mà ông sợ vậy mấy mẹ mày đâu đụng mé người quá trời ơi linh chơi từ từ đụng mé cái gì vậy ủa cái gì vậy vậy là nghĩ nó thấy thiệt hả ủa thấy sao ở dưới kia sao nó có gì gơ lắm em có gì ạ ấy là tụi anh thấy một cái má không thấy động tác đúng không đâu không có đâu mà mấy anh quý hả sao mấy anh cứ vô nhảy mấy anh phá luôn nhảy mấy tim đập nhanh luôn á sao vô mà hầu ở đây hả anh hôm qua em nói giỡn rồi đó nó giỡn đi me nó giỡn rồi ơi trời ơi cứu tôi trời ơi chết tôi trời ơi me nó giỡn trời chỗ đó thiệt anh thấy không anh nghĩ thiệt em thôi tao lạy mày thấy không thiệt anh sợ luôn á thầy nó đang chỗ này nó ở tâm linh lắm mấy bạn hồi nãy ủa vậy là hồi nãy anh em thấy gì vậy mày thấy cái đầu tóc đúng không em phải rồi đúng không để lấy đồ gì 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 lấy đồ lấy đồ anh, chị lấy đồ anh hả? Đồ gô có thể anh người em bây giờ em... Thấy em lại gần thấy gì, tao thấy cái đầu tóc còn màu đen. Mà sao nó nằm úp cái mặt xuống gô như vậy? Phải lái ra, nhưng mà ý em nói mà anh nè. Là họ ở trong đây á. Là kiểu là hồi xưa em trước em vô ở á, là nghe người ta kêu là có hai cái con.
bị thắt tần. Nó bị thắt tần xem cái nó vô cái mũi hậu thuốc. Ôi, yeah. Vậy là vậy vậy. Vậy là đồng trên đây. Ui giời ơi, quá. Đi về. Vậy giờ đồ đỡ dưới đó ai lấy? Ai dám lấy? Đồ đó làm sao? Ai lấy? Đi về. Không, em con gái mà em điên, tụi anh thấy thiệt. Tự nhiên nhà em có sao đâu, đi quay. Vậy thôi, đến đi. Đi xuống đi. Ê, Nguyên sao vậy? Đâu, đi xuống đây đi. Tự nhiên làm ấm thực đồ ăn. Có dưới em, có. Nói mày dám mày xuống đi. Trước nhà em làm sao đâu. Không, 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 không. Thôi em nhà em khu em, ở em lấy đi. Có làm không? Không. Ai dám làm? Em lấy làm gì vậy? Mình coi cáo không em? Đục má gì? Sao tàu cũng thấy tôi thiệt, nó ở một cái chỗ gì? Nó chặn dứa. Ông coi biết thấy đi xuống mình nghe đổ có chuyện gì đổ mà. Em ơi, đem đồ lên đây làm. Em, coi từ từ coi nghe. Đừng em. Ông nhắc chết gì không? Mình đã đi xuống nha. Từ, cái gì đó le lên cho anh nha. Quanh nhà dù, lỡ nó mất đôi dép sao? Sao chạy sao mất dép luôn vậy Trung Bẹm? Ê, cái gì đó le lên, anh xuống em. Nhục. Nó chỉ mỏ thì không gian. Thì không gian. Không gian. Đấy chiều, chiều. Nha em. Quay kế lẹ, quay kế luôn. Quay kế lẹ, quay kế luôn. Một bài kế. Kế. Các em cái ai vô nhưng mà một đẩy ai mày. Đang sợ để đẩy mày. Mà đẩy á. Ông xuống. Vậy là ý là giờ là bé tụi ông quyết định là không xuống đúng không? Lên để làm, lên để làm, lên để làm. Rồi tôi xuống. Dép Trung Bẹm á, thằng sợ chết mà. Đây nè, dép nó nè. Có gì đâu, tự nhiên em thấy có gì đâu vậy. Có không. Em xuống đây. Mày đừng có đẩy. Cái gì vậy? Em cứ đẩy. Sao mấy thằng đi đông đen có con gái mà mất mặt dữ không? Đâu thì xuống đi em. Mất mặt nó ké luôn nè. Ké luôn. Vừa phái không? Phái chỗ đây á, chỗ đây. Đâu, cái gì? Thì xuống chứ sợ gì vậy? Đâu có gì đâu. Đống rác mà vậy. Đâu có gì đâu. Gì đâu? Đây. Đó đâu? Em kêu em lấy nó rồi. Nó lấy luôn. Bưng đồ lên. Không có. Xuống coi coi. Mẹ xuống coi mẹ. Đừng mẹ nói tao xuống coi bạn xuống coi. Không có gì hết á mọt nó ăn lẻ chưa nách mọi sao 12 giờ rồi. Coi coi sắp xét luôn chưa. Đó mà dòm đây có cái gì đâu mà sợ vậy. Thôi đi chưa? Em đi mình, đừng đi xuống mình nha. Không mày bớt da tạo lên mập. Thôi đi về luôn anh. Đây. Nó sao nó lại nhắc chết cho mày chưa kịp làm gì luôn á. Đi đợi sao chiều vậy? Không ngọt. Vậy nào tôi hẹn Bí thư vô trưa này nấu cơm cho nó ăn mà mấy ông làm gì vậy? Ăn vô. Chưa ra chỗ cũ làm, không có tao lại mà tao nghe. Vậy nào quay làm gì vậy, quay khùng vậy đâu gì vậy? Chứ mày không thấy đâu mày. Trước mặt mà mày không thấy đâu mày. Đâu tôi đi xuống nó đâu thấy đâu. 12 giờ anh ơi. Giờ đâu anh? 12 giờ linh lắm. Ừ. Gì em? À biết ông tên vô quay thì em nói mà anh biết. Nó tao nói gì kìa. Vậy rồi cái đùa dơ giờ đỡ cho nó hư luôn nè trời. Ngầu đang nhảy hướng. Thôi dịch mẹ nghỉ mẹ, thôi đi vô nhà. Lấy cái bạc ra đây ngầu đi. Đi vô nhà. Tôi nói vừa phải thôi, đồ mấy cái gì nó cũng có giới hạn. Đồ mẹ làm biếng cũng vừa thôi, cứ dàn cảnh sợ rồi giờ này không làm. Mày ai làm biếng mày? Mày thấy điện coi mày làm biếng không? Đó, mình nói thiệt các bạn nha, thì hôm nay các bạn cũng đã chứng kiến lý do sao mà anh em mình không làm. Đó, lên thì muộn, giờ dàn cảnh giả bộ sợ này sợ nọ rồi giờ cứ ngầu trụ ụ vậy. Mà gì rồi ta sẽ nói với anh em fan trên mạng là thằng Linh mập là nó sẽ nghĩ rồi tem. Giờ sao? Anh em ngầu đây mà mày đi gì à? Thì tao nói ngầu để nướng nè. Ông ơi sao làm vậy cứ nó bài bản. Rồi mà đừng đụng tao nha. Vậy thôi bây giờ đi di chuyển qua chỗ khác làm. Mấy mày cứ đang sợ mày hù mày. Phải không? Đi chỗ nào? Đi di chuyển cho cái chỗ mà em nói mát đi lên chút nè em. Thôi mày đứng lại đây.
Thôi thôi thôi, đâu làm trên đừng làm xuống. Đi nữa. Đi bộ đi xe em. Đi xe vô được mà. Để thôi đi bộ che nó hử. Đi thấy ơ, đây đây chắc chắc lần kia. Thôi đi xe cho chắc đi. Thì đi xe, đi xe mà. Không mày, mày chở tao đi. À, để đi. Xe mà đã ha. Xe tông bè ừ. Xe tao đổ đây chưa? Ừ, thôi bè, thì gần mày thôi bè, tao bay Không, đụng mày, thôi xe tao đi luôn. Mày, lên trên đó không có xe em đâu. Đường nào chạy. Đây này, có đâu thì mày cầm đồ ấy. Vậy thôi mày đi với con gái, tao Thùy nó chở tao, tao quay được chứ. Ờ, cầm đồ theo nữa, má, cầm đồ theo đi. Thôi mấy, cũng được đi. Thì đó thì đủ chỗ đó, đồ không em? Chỗ rộng lắm. Chỗ rộng ấy. Ý là không có cái gì hết rồi, không có gì âm mưu của tao. Thì đi với mày sợ vậy. Mày đi với thằng chết này nữa chết. Ủa sao mày biết chỗ đó? Sao mày biết chỗ đó mà mày đi? Mày nói cho đi lên trên kia. Đi đi cho tôi chụp. Chờ giờ mày chết mày. Đi lên anh, Đúng, cơ hội. Lên lên. Lên chở. Mày lên giá chở đi. Ông chở tôi đi. Tôi lên chở đi. Chở đi. Đỡ tao chở thì tao dẫn đường. Mày không, chở đập đường đầu mày chở. Lên anh chở đi. Em lên giá bạn anh chở đi em chỉ đường hả? Đi nhanh đi. Em đầu trước đi. Không. Ừ. Chuyện nào sao chứ? Đầu trước nó ấy thôi. Thôi đơn thiếu cái chỗ đi tôi quay chứ sao mà ông điên mất anh đây. Chưa âm thầm giá đâu mày. Anh mấy mẹ mày ngốn quá. Rồi, cầm. Đây, lên đường. Ê mày nhét chết. Không sợ không? Sao mày tôi thấy khó dữ mà ta. Ui chục xe gì mà đụng mày quỉnh nó chạy nó nổi vậy. Gặp căng này. Vô nhà nấu. Gồ mẹ nấu như cục than à. Hết chỗ sao mày đi. Ui trời sao mày quay mày đây. Bình thường mà cái gì đâu vậy. Thôi. Ban ngày này sao em làm gì em sợ dữ hiếng. Đùa ban ngày với anh. Tâm nó cũng sáng lắm mà sao em sợ vậy ta. Ui trời. Chết rồi. Chỗ nào. Đi. Ai cô đứng hình mất 5 giây. Gì vậy gì nè. À, trời ơi. Chưa vậy. Trời ơi mày bám thứ mày chạy luôn nè mày. Gì vậy gì nè. À, trời ơi. Chưa vậy. Trời ơi mày bám thứ mày chạy luôn nè mày. Một xíu nó đổ em nó hay nè hết hộ ăn. Đâu, cái gì? Thằng Dung em nó đỡ gì nó chạy luôn kìa. Thôi đừng. Đừng có chứ. Coi kìa, thấy thằng em nó sẽ đất hòa. Mày nói đâu tậu nó vui vậy. Má biểu nó em nít trong kia lậu. Gọi nó kia nó bưng đồ gì vậy. Không em, đợi mình sắp xếp đây rồi mình về nhà mình nói chuyện ra nha các bạn. Ê, giấu xe vô vậy? Giấu đầu em yếu em bỏ vô trong mấy cái mồ. Ê, mà sao nó anh thấy tội nó vô vậy? À, đừng mất ông giác quá chi tự nhiên. Ê, nhưng mà cái vụ giấu xe là em nha, anh tính là không có nhưng mà cái đó là em thêm vô nha, em cũng ác lắm. Thì em kêu thằng em là thôi xài mấy xe. Ê, thằng em xuống. Vậy cũng do anh bày em nha. Tiện cỡ trời, để lỡ trâu rồi. Bây giờ 12 giờ là muốn gô rồi các bạn. Ủa chứ mấy anh sao vậy? Tiện đi cái bỏ giải xe giải đồ hết vậy. Anh bỏ em giữa trời. Anh định chạy lên rước em á. Chị em lên chở em đưa em đi vợ. Đèo tiền. Đi được vô quá. Mày lên lấy xe diệt ta. Mày lên mày lấy đi. Không. Ý là em có sao không? Em có sao không? Mẹ mày tiền đâu. Tao lại mày tiền đâu. 12 giờ. Thì thôi nha các bạn, thì hôm nay là tụi mình định làm ẩm thực nhưng mà nó có nhiều cái vấn đề đã xảy ra nên thân. Cái clip ẩm thực ở đây thì nó tạm dừng. Án mạng mà đủ mấy mạng mày bây giờ mày quay chơi vậy. Thì ba nó sẽ cái đầu tắt nó chưa chịu từ đây. Còn tôi nói thiệt nha, anh em mà cảm thấy còn riêng giá. Mày không đâu nhiều tiền. Mày làm được đàn ông thì mày làm. Còn mày dục con bí thư nó xém tay cánh đầu. Điên kìa, tao định lên tao rước đầu. Mày đưa kìa. Mày đi kìa. Mày đỡ cho nó té xuống mắt rách cái quần rồi kìa. Cái quần em bình thường. Mà nó ăn quá à. Trời ơi tao. Thấy không kìa. Anh mà anh tự làm. Không có, nên anh định lên đó. Sao mày mua gì vậy ta? Mùi vô cái gì vậy? Hả? Em lại đây. Lấy nước. Nước suối đâu? Nước suối á, anh rịn con chút mình nước suối. Nước suối dưới này nè. Bông bát chuyện này anh.
nước chuối bạn. Nước chuối này, nước ở dưới chuối này tôi ngầu tôi bị té. Hay gì khác dưới. Tao nói với mày lên à, mày đàn ông. Ôi, tao dầm này chứ. Mày đàn ông. Tao nói hàng cũng bẻm chứ bác gái nó có sợ nhưng mà không bao giờ mà nó có gì mà thải từ trong người ra đó. Mày đưa chất thải của mày ở trong quần nước chuối. Trước mày cũng biết thấy thì thôi cho tao nói là còn coi em nước chuối. Nước ở dưới kia này. Chỗ kia hồi nãy anh làm ẩm thực ở dưới lên bị tí. Nó nhiều nhỏ dòng Thi với thằng Tên lên dắt xe xuống anh. Đâu, đâu có trách nhiệm, tự nhiên tôi với ông Thi. Lại giờ nắng tự nhiên bỏ em giữa chợ nắng như quý vậy. Ôi, nó mệt. Đi vô xa ba. Tự lên lấy xe về ba đi. Mà lên mà lấy tao cho mày 50, tao lấy tao chết mày. Xe em giờ còn tên á, ủa xe em tài sản quý của em cho hí không. Có chiếc xe để làm á. Má rui cái án mạng sao ta. Tụi mình phải gọi công an mới được. Có sao đâu. Lỗi gọi công an chi thương mà mắt em mình sao. Sao là anh tên mà ông gọi công an mà anh gọi công an ấy. Giờ có lấy xe không? Có. Lấy xe thì đi. Ba lấy ba. Thôi thôi ở nhà này, em. Giếp đồ. Mất giếp rồi. Thôi anh xin lỗi nha, nói chứ bây giờ dài thôi em lỡ thôi giờ trưa rồi. Thôi em nấu miếng cơm mà má anh em ăn luôn nha anh em. Nha. Thôi em nghĩ nấu cơm má anh em khỏi ăn thức. Nha. Nha. Tổng mới thiếu quá. Thôi rồi nó ngầu đấy, ba anh em mà đi bộ lên lấy xe. Đây, rồi nó ngầu đấy. Mày ngầu đấy, mày đừng đứng lên mất mặt lắm, tao nói thiệt chứ mày ngầu đấy. Mày mày tớ xe tao. Mày mày đừng quay thân, chó. Đi mẹ, mới tao đi trước. Sao đi trước, cứ đại đại tao dựng cho mày. Trời ơi, cái gì vậy ông? Ông đi trước đi. Dù xưa ngày ông dũng mạnh lắm rồi. Rồi, thôi được rồi, tôi đi trước cho. Đột đi đi, dép gì cái gì, mang dép vô tao quỷ. Giếp gì mà quăng cái gì mà. Tôi không ngờ tôi thiệt bè tụi ông sao mà nó nhát nhiều cũng nhát phái thôi. Đủ mày không mấy. Phải là tụi tao, mày không phải là tụi tao. Mày mạnh mẽ cỡ nào lúc đó mà mày gặp đồ cái cảnh tượng tao chứng kiến là mày cũng bị sập luôn à. Mẹ mày sao mày chó kia mà cứ chuối luôn mày. Thôi nhớ không. Mồ mẹ mà sao mày lên mày la tao dữ lên. Mày nói đâu. Mẹ đi trước đây mẹ. Đi thả đầu nữa mẹ. Thôi mẹ đi, em nhắm đi nữa mẹ. Rồi ba con quý đây là chừng nào lấy rồi chừng nào gì ạ. Bận đâu, cho hai người xuống bận luôn à. Bận trái vô chung à. Tụi xe đâu không? Chết mẹ luôn. Xe đâu mày? Xe đâu mày? Chết luôn. Ủa xe đâu? Mấy bữa mày giỡn mặt hay sao mày? Mẹ mày nhắc xe được hả mày? Mẹ mày nhắc xe được hả mày? Ủa xe đâu ta? Lấy xuống nơi bán được đâu? Đi trước mẹ. Mẹ tự nhiên mất xe hả? Mất xe không? Mày giờ giỡn thiệt hả mày? Thôi em lên. Mẹ đi chỗ lái mẹ. Con, tụi mày con nào? Đi lên. Má thiệt mình chờ nó thiệt giờ bây giờ mình muốn đi về lắm rồi các bạn. Thiệt không thể nào mà chờ đợi được nữa. Bây giờ nhờ ông Bí Thủy, nhờ em Bí Thủy rồi. Mà giờ này tụi nó chưa lên. Anh ơi. Nói thiệt luôn. Anh. Gì vậy? Trời ơi. Trời. Mà sao em lấy đâu ra cái giường gương này anh đưa bộ tóc. Gương quét được không? Em mà nghĩ là giờ làm gì được không? Được không? Mà cái bao nó làm cái gì vậy? Thì ý mình giả bộ làm cái. Ôi trời, trời ơi quá. Bây giờ ai đặt thôi em đặt cái anh không dám ngủ nha. Để tròn mà nhát dữ không? Thôi em này anh sợ lắm. Cỡ ráng đi. Ông trai gì mà nhát dữ trời. Mà quá chứ anh em ở chỗ đây em dạng chứ sao anh dám. Cái này có gì đâu, đợi đây nha. Rồi chỗ đó được hả? Ok. Gồm quá. Ui dồi. Em tắt đầu. Thôi lên đi. Rồi. Mày không hớt được bao con trai. Tôi bi không tình yêu.